đây như xưa Eli công bố cho muôn dân nơi nơi bằng luật trời. Và hôm nay như xưa mỗi xe vâng tiếng của thánh ra đi cho công bình phục hồi. Vì hôm nay chung quanh ta đêm u tối khi nguy nan gươm đau trên khắp lối, theo gương báo tiên tri ta luôn trung tín công bố. Mau mau đi san bằng đường quanh co, kìa Chúa tài lòng giữa áng mây sáng ngời, trói lói hơn mặt trời, loa giao khắp muôn đời. Hãy gieo mầm vì đã đến năm phan hoa, sự cứu rỗi nơi của Giê-xu ngọn chân xa. Sáng hôm nay tôi xin được cùng với các quý đầy tớ Chúa con cái Ngài ở trong quyển 18 của chương trình CL, quyển sách cuối cùng về đời sống cơ đốc. Và chủ đề của quyển sách này là cơ đốc nhân trong cộng đồng. Và bài thứ tư nói đến việc chúng ta đứng vững ở trong cộng đồng. Trong phần bài này, chúng ta sẽ học về sự đứng vững với lời của Đức Chúa Trời. Rồi thứ hai là sự đứng vững đối với vạc truyền thống. Thứ ba là sự đứng vững và những sự điều chỉnh. Trong bài học này cũng sẽ giải thích cho chúng ta biết tầm quan trọng việc đứng lên binh vực cho lẽ phải và chống lại điều sai trái. Rồi thứ hai là mô tả những cách mà chúng ta có thể làm chứng qua việc giữ truyền thống. Và điều thứ ba, chúng ta sẽ giải thích tầm quan trọng của việc tuân giữ những luật pháp khi những luật pháp đó không đi ngược lại với nguyên tắc cơ đốc. Và bây giờ ta xin bắt đầu vào cái phần 1. Ở trong phần 1 này, tác giả đã nêu lên một ví dụ về sự đứng vững. Khi một người đã bước vào trong một siêu thị mua bán và người này đã được cái cô thu ngân hối lại tiền khi thanh toán tiền, thì đang khi người thu ngân này thanh toán tiền dư rất là nhiều, thì người mua hàng này đã trả lời là cô đã thối lại cho tôi dư rồi, và cái người mua hàng đã trả lại. Và điều đó làm cho người thu ngân này rất ngạc nhiên, vì trong khi nếu họ có bị trả sai thì có khi những người mua hàng cũng im luôn. Nhưng trong trường hợp này, một người đã trả lại tiền thối dư. Và điều đó khiến cho người này ngạc nhiên và nói rằng không có nhiều người làm được như chị đâu. Nhưng mà người này đã nói rằng, nhưng tôi là một cơ đốc nhân và Kinh Thánh dạy chúng ta phải luôn luôn trung thực. Và đây chính là việc chiếu sáng như đuốc ở giữa một thế giới tối tăm, gian ác, lừa đảo, tham lam ở trong ngày sau rốt. Và câu hỏi ở đây nói rằng có lẽ các anh chị em cũng có kinh nghiệm tương tự như vậy. Và có phải người chủ cửa hàng thực sự ngạc nhiên khi bạn im lặng nhận số tiền mà cô ta thối dư cho bạn? Hay bằng một cách khác, bạn, anh chị em đã nêu cao nguyên tắc cơ đốc khi làm điều ngược lại? Và đây là một ví dụ bày tỏ về một tinh thần cộng đồng đích thực. Đó là anh chị em đang thể hiện sự trung thực và chúng ta đang đứng vững với nguyên tắc của Chúa là người chớ tham cứ một điều gì không thuộc về chúng ta. Và trong bài học này, chúng ta sẽ biết được ý nghĩa của việc đứng vững là gì. Và khi chúng ta đứng lên binh vực cho lẽ phải, thì bất chấp điều gì xảy ra, chúng ta đang đứng vững trong cộng đồng. Bây giờ chúng ta sẽ bước tới cái phần đầu
là sự đứng vững với lời của Đức Chúa Trời. Và sẽ giải thích trong phần này, mục tiêu thứ nhất này là cho chúng ta xác định được ý nghĩa của từ ngữ đứng vững ở trong Chúa là gì. Trong Ephesos đoạn 6 câu 11 thì Phaolô khuyên hội thánh tại Ephesos rằng hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Và đây là một lời khuyên dạy của Phaolô với hội thánh Ngài khi nói họ ví họ như một người dũng sĩ, người lính giỏi của Chúa thì phải mặc lấy tất cả mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để họ có thể đứng vững và chống lại được tất cả mọi mưu kế của ma quỷ. Và chúng ta thấy ở đây chúng ta đứng vững chống trả lại bằng lẽ thật Chúa. Đang khi ma quỷ dùng những sự giả dối, lừa dối, mưu kế để mà lừa dối con cái Chúa cũng như cả thế gian. Và ở đây cái chữ đứng vững nó sẽ ngược lại với cái chữ té ngã. Nếu chúng ta không đứng vững ở trong chân lý của lời Chúa, tâm rễ vững nền trong lời Chúa thì chúng ta sẽ bị đổ ngã trước những lời lừa dối, những mưu kế của ma quỷ. Và Kinh Thánh đã cho chúng ta cái sự minh họa về một người lính đang đứng vững, đứng một cách vững vàng để chống lại kẻ thù. Và người lính đó được mặc khí giới do Đức Chúa Trời cung cấp. Vậy chữ đứng vững có nghĩa là gì? Có phải nó chỉ là hành động đứng lên để chống lại điều gì đó? Hay nó còn cũng còn có nghĩa là binh vực cho một điều gì đó? Và hầu hết các trường hợp trong Kinh Thánh đều khích lệ chúng ta đứng vững và chống lại điều nào đó. Và chắc chắn khi trở thành những cơ đốc nhân, chúng ta sẽ sống, sẽ bước đi trong những điều tin kính mà lời Chúa dạy cho chúng ta. Và chúng ta sẽ muốn làm điều thiện. Và đứng vững có nghĩa là vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, như chúng ta đã học biết từ Kinh Thánh. Và trong một số trường hợp thì chúng ta phải đứng vững để chống lại những điều sai trái. Trong câu Kinh Thánh trích dẫn ở trên, chúng ta được khuyên là phải mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời. Và khí giới là một thuật ngữ quân đội, có nghĩa là chúng ta mặc bộ quần áo giáp bằng kim loại mặc vào để bảo vệ. Và chúng ta hãy để ý đến những lý do chúng ta được bảo phải trang bị khí giới của Đức Chúa Trời. Đó là để anh em có thể đứng vững và chống lại các mưu kế của ma quỷ. Ta không được để cho ma quỷ lừa dối chúng ta. Và ở đây chúng ta nhìn thấy Phaolô ông khi ông bị tù, hai bên có những người lính La Mã. Ông nhìn thấy họ mặc giáp, rồi cầm khí giới, chân mang giày. Thế nào? Và ông đã liên tưởng minh họa đến binh giáp và một người lính của Đức Chúa Trời mặc vào bị chiến đấu, chuẩn bị à Chúa cho nhân. Và khí giới của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là để bảo vệ chúng ta. Paulo đã đề cập đến các loại khí giới để minh họa cho cách mà chúng ta được trang bị đầy đủ để chống lại. Và khí giới để bảo vệ chúng ta có thể đứng vững. Điều này có nghĩa là ta không bao giờ phủ nhận những điều mà chúng ta tin quyết theo như lời của Chúa dạy. Nên ở đây đứng vững cũng có nghĩa là sự kiên quyết, và đó là một quyết định không để cho hành động xấu hay là sự dạy dỗ sai
ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Và đó đòi hỏi một lòng can đảm, và đó cũng là can đảm để đứng với lẽ phải, đứng với chân lý. Đó là việc thực hành những hành động hay những sự dạy dỗ đúng đắn và làm cho đời sống cơ đốc của chúng ta mạnh mẽ. Và chúng ta có thể nhìn thấy tấm gương này qua gương minh họa trong câu chuyện của hai bạn ở trong Daniel đoạn 3. Và chúng ta có thể đứng vững bằng những cái hành động nhỏ. Ví dụ như khi chúng ta quyết định là đi nhà thờ, thì mỗi chủ nhật chúng ta bị sớm chuẩn bị mọi sự để đi thờ phượng. Và mỗi cái thói quen từ nhỏ đến lớn, nó đòi hỏi chúng ta một cái quyết định vững vàng. Và từ những điều nhỏ đến điều lớn đã trở thành một phần đời sống. Ở trong Ephesos đoạn 6 thì không những nói chúng ta mặc lấy binh giáp để đứng vững trong mọi cuộc chiến, nhưng mà còn nói về chúng ta phải đứng vững để chống lại điều nào đó. Kinh Thánh ghi rằng ở trong Ephesos đoạn 6 câu 13 14 nói rằng: vậy hãy đứng vững. Câu 13: vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn hay là trong những ngày gian ác, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững rồi. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm vững. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và đài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn và tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các. Ta thấy ở đây một đoạn kinh thánh Paulo nêu lại về cái thái độ của một người lính là tỉnh thức, đứng vững vàng với mọi binh giáp của Chúa, và không những là đứng vững để vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời, nhưng mà ở trong sự cương quyết chống lại với mọi điều lừa dối. Và ở đây cũng nói chúng ta phải chống lại để mà chúng ta được đứng vững. Chúng ta nhìn thấy ở trong Daniel đoạn 3, ta đã thấy câu chuyện về một vị vua đã xây dựng một pho tượng và truyền lệnh cho tất cả mọi thần dân Babylon phải sắp mình xuống và thờ lại. Nhưng mà có ba chàng thanh niên Israel đã từ chối mệnh lệnh này. Và chúng ta có thể tưởng tượng một hình ảnh, một bức tượng lớn, tất cả thần dân mọi người đều quỳ sắp mình xuống hết. Nhưng có ba con người đứng thẳng lên giữa một mặt chống lại với điều mà vua đã truyền lệnh ra, và họ biết rằng khi họ chống lại có nghĩa là họ phải bị ném vào lò lửa. Nhưng chúng ta thấy họ đã giữ vững sự giao ước với Đức Chúa Trời của mình, vì lời của Chúa nói rằng: trước mặt ta người chớ có các thần khác. Lệnh điều răn của Chúa là không được làm, cũng không được thờ lại, không được quỳ gối trước bất cứ một hình tượng nào, vì họ chỉ thờ một Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Và chúng ta nhìn thấy ở đây ba chàng niên Daniel đã đứng vững và chống lại mạng lệnh của vua, và chính qua hành động đó họ làm cho vua giận dữ và khiến cho vua phải đốt lò nóng hơn gấp 7 lần hơn. Nhưng mà các chàng trai đó vẫn không thay đổi quyết định, đứng vững trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời của.
Và khi họ bị ném vào lửa, họ bằng lòng chết với đức tin họ đã tin cậy Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã không để cho họ chết, và Ngài đã gìn giữ họ trong lò lửa đó, và đã có một người thứ tư ở trong lò lửa hơn đó với họ. Mà những người ném họ vào lò lửa đã phải chết vì lửa quá nóng, trong khi họ bước vào lửa mà chỉ dây trói đứt ra. Nhưng có một đấng mà vị vua đã nói, ta đã nhìn thấy như có một con thần linh đi cùng với ba chàng thanh niên. Điều này khiến cho ông vô cùng kinh ngạc, và ông đã nói gọi họ hãy bước ra, và ông nói rằng không có thần nào khác có thể giải cứu được. Daniel đoạn 3 câu 29. Nghịch cảnh như vậy, họ đã đứng vững, họ đã trở thành một tấm gương cho cộng đồng, một tấm gương bày tỏ về danh Đức Giê-hô-va cho vị vua này, khiến ông ra lệnh cho cả thần dân hãy thờ phượng Chúa Trời của họ. Và họ đã đứng vững, họ không quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra, họ không sấp mình, không thờ lạy tà thần, và họ chấp nhận là bị thiêu sống còn hơn là sấp mình thờ lạy hình tượng. Và chúng ta đã có sự quyết tâm, sự can đảm để phục vụ Đức Chúa Trời của mình như vậy chưa? Bởi vì những thanh niên này đã đứng vững, cho nên vua và thần dân của ông đã nhìn thấy quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, và họ đều kinh ngạc. Nên đức tin của chúng ta phải xuất phát từ nơi tấm lòng hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, tin cậy lời của Ngài, và chúng ta phải có một sự khao khát để phục vụ Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì khác. Và khi bạn bè chúng ta nhìn thấy chúng ta có một tinh thần đối với cộng đồng, có một quan điểm vững vàng trước những điều ngay lẽ phải, thì họ sẽ tôn trọng bạn, và họ sẽ nhận biết quyền năng Đức Chúa Trời qua đời sống. Và như vậy, khi có những việc nào khiến cho chúng ta phải phủ nhận một phần nào đó của Cơ Đốc giáo, thì chúng ta hãy quyết định đứng lên và binh vực chân lý, binh vực. Và chính Chúa Ngài sẽ ở cùng chúng ta và ban phước cho chúng ta. Khi chúng ta học về điều này, ta nhớ lại rằng Hội Thánh Chúa trải qua những năm tháng bị bắt bớ. Có những người đã chối bỏ đức tin, nhưng cũng có vô số người khác đã chấp nhận, bị vào tù, bị bắt bớ, bị mất đất, mất nhà, bị cô lập để giữ vững đức tin nơi đấng cứu chuộc chúng ta. Và trải qua năm tháng, chúng ta nhìn thấy hội thánh đã thắng hơn, hội thánh lan rộng ra, nhưng những người bắt bớ họ phải gặp phải những điều mất. Chúng ta nhìn thấy lời của Chúa trải qua đời nơi các ngươi sẽ bị bắt bớ vì nhân, nhưng hãy vững lòng vì chính Ngài là đấng ở cùng và bên. Trong câu chuyện này, tôi nhớ câu chuyện của ba của tôi. Khi thời còn thanh niên, thì ông cũng đã đối diện với một cái tà giáo. Lúc bấy giờ có ông một sư tử. Ông đã đi khắp nơi và giảng dạy về cái lẽ đạo sai trật về Chúa tái lâm. Vì thời bấy giờ cũng là thế chiến thứ hai, cho nên ông đã đi khắp nơi và rao giảng về Chúa sắp tái lâm, khiến cho nhiều người đã bán đất và họ đi lên núi để chờ đợi Chúa tái lâm. Nhưng rốt lại đến cái ngày giờ đó thì sự việc đó không hề xảy ra. Và rồi lần sau ông lại tiếp tục đi giảng và là nói lên một cái ngày khác Chúa sẽ tái lâm nữa. Và tôi nhớ câu chuyện tôi kể lại lúc bấy giờ bạn tôi chỉ là thanh niên của Hội Thánh Phong Thở.
Và bây giờ thì ông cũng đến các nơi và ông rao cái tà thuyết về Chúa Tái Lâm này, nên để nói rằng lời của Chúa nói rằng nếu một tiên tri nào nói một lời tiên tri nào mà không ứng nghiệm thì đừng sợ. À, tôi đã dám đứng lên để nói rằng những lời ông nói trước về việc Chúa Tái Lâm thì sai trật, nhiều người đã bắt đi theo. Lúc bây giờ ông cũng chống trả, có nhiều lời ông nói là à, cậu là người thanh niên không biết lời Chúa nhiều, như là một người thợ ráp đồng hồ, ông phản đối. Nhưng mà lúc bấy giờ có cụ ông Văn Nguyên, ông đã đứng lên, ông nói là theo như lời kinh thì cậu đã trình bày hoàn toàn đúng lời nước của một người tiên tri nào mà không ứng nghiệm, đừng sợ. Như vậy là từ đó trở đi là ông đã xếp tất cả các mô hình của ông, và ông không còn đi chỗ này chỗ kia để mà rao giảng về tà thuyết như vậy. Và để đối diện một cái trường hợp như vậy, má tôi kể lại là lúc thấy ba tôi đứng lên để chống lại cái lời sai trật, nhưng mà việc mà chúng ta phải chống lại điều sai trật với tà giáo đòi hỏi một lòng cương quyết, một lòng can đảm, một lòng sự đứng vững vàng với lẽ thật, với lời của Chúa. Nếu lời Chúa nói như thế nào là phải vâng những điều thì chúng ta phải đứng vững với trong đức tin, trong sự tin cậy và đứng vững, và khiến cho chúng ta là một ánh sáng chiếu ra trong cộng đồng và giúp cho cộng đồng được bảo vệ khi trong thoát khỏi sự lừa dối. Và đang nhìn thấy ngày hôm nay xảy ra rất nhiều, và bài cái phần kế tiếp là đứng vững và truyền thông. Mục tiêu hai giải thích cách mà chúng ta có thể sử dụng truyền thông ở trong cộng đồng của chúng ta để tôn kính Chúa. Và trong xã hội chúng ta có rất nhiều truyền thống, và truyền thống là một niềm tin hay là một phong tục được truyền lại cho hậu thế. Và cho dù không phải lúc nào nó cũng được viết xuống, nhưng những truyền thống đó lại rất quan trọng cho những thành viên của cộng đồng. Và có nhiều truyền thống tốt và vô cùng ích lợi, nó giúp cho con người nhớ lại quá khứ của họ. Tuy nhiên, cũng có nhiều truyền thống không phù hợp với Cơ Đốc giáo. Và có thể có những truyền thống dẫn chúng ta đến chỗ đi ngược lại Kinh Thánh. Những lúc đó, chúng ta phải đứng lên vì lẽ phải. Và chúng ta thấy ở đây, có rất trên cả thế giới, có nhiều điều đã được truyền thống được người ta tôn trọng. Và như chúng ta phải cần nhớ đến những người thân chúng ta đã qua đời với sự kính trọng. Nhưng ở trong suốt Ê-díp Tô Ký đoạn 20 câu 3 thì Đức Chúa Trời phán: trước mặt ta con không có được các thần nào khác. Và vì vậy khi chúng ta nhìn thấy trong xã hội chúng ta luôn luôn là tôn trọng những người đã khuất tế cho họ, cho họ và dâng các của lễ, thì lời của Chúa nói là các cúng tế đó là cúng tế mang vị. Nếu chúng ta dở lại trong Gióp thì chúng ta sẽ thấy một điều trong lời Chúa nói rất rõ về những con người chết như thế nào. Gióp đoạn 7 câu 9 câu 10: mây tan ra và đi mất thể nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên, không bao giờ trở lên cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, và xứ sở người chẳng còn biết nữa. Lời của Chúa cho chúng ta biết những người đã qua đời, họ đi về âm phủ như là mây đã tan ra và đi mất.
và họ không bao giờ trở về nhà họ nữa, cũng không bao giờ trở lên trần gian này nữa. Nhưng mà các gia đình ở trong dân tộc chúng ta luôn luôn cúng tổ tiên, cúng các người thân đã qua đời, và họ không hề biết là họ cúng tế ma quỷ, mời ma quỷ ngự vào nhà họ. Cả dân tộc lừa dối, một sự lừa dối rất là sâu xa này. Ma quỷ, vì nếu nói cúng tế nó, họ không cúng nhưng cúng tế người thân tổ tiên đã qua đời, gia đình. Và chúng ta thấy Chúa cấm chúng ta thờ lại bất cứ một thần nào khác, nhưng trước mặt Chúa chúng ta thờ phượng một mình Chúa Trời trong tâm thần và lẽ thật là lời Chúa mà. Và trong câu chuyện ở trong quyển sách này cũng nói đến ông, một ông Giuse kia là một cơ đốc nhân, và trong phong tục gia châu Mỹ Latin thì khi mà các con họ đến tuổi 15 thì họ sẽ có một tiệc để xác nhận là con họ đã bước tới một cái sự trưởng thành nào đó. Và đây là một phong tục chỉ dành cho những cậu con trai kèm theo bữa tiệc lớn. Nhưng mà ông biết rằng cô con gái của ông sẽ thất vọng nếu không có một được tổ chức bữa tiệc cho cô. Cho nên ông đã mượn một cái chỗ thích hợp với một nhóm nhạc cơ đốc đến để chiêu đãi các. Và vì vậy buổi tối đó đã nhóm thành công, và ông có cơ hội để chia sẻ về Chúa cho mọi người bạn. Nên ông cũng giữ được một cái truyền thống, nhưng mà ông có thể biến nó thành một cơ hội để người Việt. Nên chúng ta thấy khi các cơ đốc nhân nhớ lại ngày qua đời của ba mẹ mình, người thân mình, thì chúng ta không cúng tế nhưng có thể làm một tiệc để làm chứng về ông thân, người thân của mình để làm chứng. Nên đó là chúng ta đã đứng vững trong những cái truyền thống và biến những cái truyền thống coi như là sai, không đúng với nguyên điều răn mạng lệnh của Chúa, trở thành những cơ hội để chúng ta chia sẻ về Chúa và nói về, giới thiệu về đức tin à, ngày đó cho họ thấy những sự sai, cơ hội làm chứng rất tốt. Ở đây kế tiếp là chúng ta đứng vững đối với những luật lệ. Ở trong mục tiêu thứ ba này, chúng ta xác định những cách chúng ta bày tỏ thái độ cơ đốc với những đối với những hoạt động của cộng đồng. Chúa Trời đã ban cho chúng ta những người lãnh đạo, những bậc cầm quyền. Và trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 1 câu 2 thì chúng ta được khuyên là phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, và khi chúng ta cầu nguyện cho họ thì Đức Chúa Trời giúp cho họ trở nên một cơm phước. Chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa dấy lên những người lãnh đạo công chính, và Ngài cất bỏ đi những người lãnh đạo. Và đó là lời chúng ta có thể cầu nguyện cho bậc lãnh đạo cầm quyền được có sự khôn ngoan, được có sự nhận biết Chúa, để họ có thể cai trị không cái không phải theo những lời sai trật, truyền thống sai trật, nhưng mà trong sự khôn ngoan. À, bởi họ nhìn thấy Hội Thánh Chúa bước đi trong nguyên tắc lời Chúa đầy dạy những sự. Chúng ta tin chắc rằng trải qua nhiều năm tháng thì bậc cầm quyền cũng nhìn thấy Hội Thánh Chúa đã sinh hoạt, đã được biến đổi cộng đồng như thế nào khi mà tin lành của Chúa truyền đến từng ngôi làng. Tại đó không còn có sự say rượu, say mê cờ bạc, cái hoạt động tổn gia đình đập
con cái đến lúc nhiều điều mà được biến đổi để hội thánh được vững vững và bày tỏ thế thật bày tỏ ra cho bậc cầm quyền cho cộng đồng xung quanh chúng. Và đó là lời làm chứng vô cùng tích cực khi hội thánh đứng vững trong lẽ thật. Và Kinh Thánh dạy chúng ta kính trọng và tuân theo luật pháp của những người cầm quyền đưa ra. Ta được dạy trong Tít đoạn 3 câu 1 rằng hãy tuân phục những người lãnh đạo và chánh quyền, phải vâng lời và sẵn sàng làm mọi việc lành. Nên cơ đốc nhân vâng theo những luật lệ của chính quyền, trừ phi là chúng đi ngược lại với sự dạy dỗ cơ đốc giáo hoặc trái với lời Chúa. Ta thấy tấm gương của hội thánh đầu tiên khi Phi-e-rơ đi truyền giảng về danh của Chúa, vị bậc quyền thời bấy giờ cấm ông rao giảng về danh Chúa Giê-xu, nhưng ông đã trả lời rằng thà vâng lời hơn vâng lời ông phải trả giá, phải bị tù hoặc đền đòn ngựa vọt vì việc ông đứng vững đức tin, đứng vững lẽ phải về trình giảng chân lý của Chúa. Nhưng mà ông đã làm cho nhiều người nhận biết Chúa và tin cậy Ngài, một cái thái độ can đảm cương quyết đứng vững trong chân lý. Và chúng ta thấy có những lúc cơ đốc nhân phải đối diện với những cái lễ hội nó vi phạm đến ngày Sa-bát, đến ngày mà chúng ta phải biệt riêng để dành thờ phượng Chúa, thì chúng ta phải chấp nhận. Và điều đó ta cũng có thể tôn kính Chúa trong mọi ngày trong năm. Chúng ta cũng không để cho những lễ hội làm phiền chúng ta. Và khi những ngày lễ đến, chúng ta hãy nắm lấy cơ hội nghỉ ngơi, cảm tạ Chúa vì Ngài đang chiếu rọi sự sáng trong lòng chúng ta. Ở một số nơi, những ngày nghỉ chính là những cơ hội đặc biệt dành cho các cơ đốc nhân. Và dân chúng trên các đường phố họ sẽ được đọc các văn phẩm của cơ đốc, phúc âm. Và chúng ta thấy chúng ta có thể chuyển những ngày không phải của cơ đốc thành những ngày làm việc cho Chúa. Và chúng ta có thể rao giảng lời Chúa ở những nơi công cộng. Chúng ta thấy có các bạn trẻ dành những ngày thứ bảy chủ nhật để đờn hát lời ở những nơi công chúng làm chứng cho Chúa, về Chúa một cách nhẹ nhàng. Và chúng ta thấy trong những kỳ chúng ta truyền giảng với chương trình Franklin Graham thì chúng ta có thể để dùng những ngày xuân yêu thương, những kỳ nghỉ lễ để cơ hội để chúng ta trao giảng báo phúc lòng Chúa. Và trong những ngày sắp tới đây, chúng ta sẽ có kỳ truyền giảng Cần Thơ trong mùa sinh mừng Chúa Giáng sinh, cầu nguyện để trong tất cả mọi cơ hội Chúa cho chúng ta nắm lấy để chúng ta đứng vững trong cộng đồng, để phô bày đứng vững giữa những luật lệ, để có thể phô bày về danh Chúa ra và nhiều người được biết đến. Tới đây chúng ta nhìn thấy là việc đứng vững ở trong cộng đồng đòi hỏi chúng ta phải có lòng can đảm, phải có lòng cương quyết khi chúng ta đối diện với những điều sai, đối diện với những điều khiến chúng ta có thể vi phạm điều răn mạng lệnh, thì chúng ta phải biết chắc thái độ của chúng ta đã đúng, trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, giới của Chúa bằng lời của Chúa, danh của Chúa, huyết của Chúa. Mọi khí giới này Paulo đã ghi rất rõ là chúng ta đổi lấy
có miệng của thấy dây miệt lưng của lẽ thật mặt giáp bằng sự bình yên để năng dày của tin lành bình an để chúng ta được đứng vững vàng cao báo danh. Ở trong này lời của Phaolô tôi xin để đứng vững trong cộng đồng với một cơ đốc nhân, vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, ít nhất chúng ta phải được mạnh mẽ trong Đấng Christ, phải nhờ sức toàn năng của Ngài và hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, trong ngày gian ác, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm vững. Nhờ đó, anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm bảo trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy. Ta nhìn thấy ở đây để đứng vững trong cộng đồng, đứng vững để làm chứng cho Chúa, chúng ta phải được trang bị giáp. Việc chúng ta học lời Chúa, đâm rễ sâu trong lẽ thật lời Chúa để chúng ta có thể chống quyết với mọi sự lừa dối của ma quỷ và bảo vệ để gìn giữ chính mình như bầy chiên mà Chúa giao phó cho chúng ta. Bầy chiên cũng được mạnh mẽ, được vững vàng trong những ngày tối tăm, ngày mà Kinh Thánh gọi những ngày xấu xa, ngày gian ác. Nhưng điều chúng ta vui mừng là lời hứa của Chúa là hãy vững vàng vì Ngài ở cùng Ngài luôn và đến tận thế. Và chúng ta với các môn đồ của Chúa là hãy có lòng bình an trong đừng sợ vì Ngài là thuẫn đỡ cho chúng ta. Ngài là đấng nói chúng ta các ngươi sẽ có hoạn nạn, nhưng hãy đứng vững lại vì Chúa đã thắng thế gian rồi và chúng ta đang bước đi theo một đấng đắc thắng, và chúng ta đã kinh nghiệm sự đắc thắng của Ngài liên tục trong đời sống. Nên thái độ là một thái độ người dân sự. Lời Chúa nói rằng đấng ở trong các ngươi là lớn lao, vĩ đại hơn mọi kẻ trong thế gian. Sư tử của Juda là đấng đang ở trong Chúa. Ngài là đấng thắng hơn mọi kẻ thù nghịch. Đấng ở trong chúng ta lớn lao, vĩ đại, danh Ngài là sư tử. Ngài là đấng làm cho kẻ yếu trở nên mạnh, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn. Đến sự đắc thắng trong Chúa Giêsu. Xin Chúa ban phước cho các đầy tớ Chúa. Hôm nay như xưa Eli công bố cho muôn dân nơi nơi vâng luật trời, và hôm nay như xưa Môi-se vâng tiếng của Thánh gia.
đi cho công bình phục hồi. Vì hôm nay chung quanh ta đêm u tối, khi nguy nan gươm đau trên khắp lối, theo gương bao kiên trì ta luôn trung tín. Công bố mau mau đi san bằng đường quanh con.